Nga điều trọng pháo tấn công dùng biên giới phía đông Ukraine Quân đội Nga đã sử dụng các vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu để tấn công dùng biên giới Sumy của Ukraine, trong một thông cáo được đưa ra trên trang Telegram cá nhân ông Dmitry Sivisky. Người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Sumy của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã điều động nhiều vũ khí hạng nặng để tấn công vào các khu vực dọc biên giới ở vùng này. Theo đó, trong sáng ngày 21 tháng 11, trọng pháo và pháo phản lực phóng loạt Rad đã tấn công vào các ngôi làng tại khu vực Seredina Puda, Kotin, Novnov, Horoske và Lukiv ở Sumy. Các máy bay chiến đấu của quân đội Nga cũng đã tiến hành ném hơn 30 quả bom xuống một số làng dọc biên giới Nga-Ukraine ở vùng này. Các chủ tấn công này đã phá hủy nhiều ngôi nhà và công trình dân dụng tại Sumy. Theo ông Sivitsky, ít nhất 6 ngôi nhà, một trung tâm nghệ thuật và một đường ống khí đốt đã bị hư hỏng nặng sau các đợt tấn công của Nga. Thiệt hại về người hiện chưa được ghi nhận nhà chức trách Sumi đã lập tức cử lực lượng phản ứng nhanh đến hiện trường và cảnh báo người dân không chủ quan do các cuộc tấn công với quy mô tương tự có thể được tiếp tục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sivitsky cáo buộc các binh sĩ Nga đã thực hiện một số vụ tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ như súng máy từ phía bên kia biên giới. Các cuộc tấn công này sau đó đã bị đẩy lùi và không để lại hậu quả nghiêm trọng. Sumy là một khu vực giới 250.000 dân nằm tại vùng đông bắc Ukraine, giáp biên giới với Nga. Sau khi bị các lực lượng Nga bao vây trong thời gian đầu của cuộc xung đột nga Ukraine, khu vực này đã được quân đội Ukraine giành lại hồi đầu tháng 4. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khu vực này vẫn là mục tiêu cho các đợt tập kích tên lửa và pháo kích của quân đội Nga. Trong các cuộc tập kích tên lửa hồi giữa tháng 11, các cơ sở năng lượng tại dùng Sumy đã trở thành một trong những mục tiêu bị quân đội Nga nhắm tới. Hệ thống điện tại khu vực này vì vậy đã gặp ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố chiến lược Kherson vào đầu tháng 11, nhiều cuộc tập kích tên lửa và pháo binh đã được tiến hành vào khắp các vùng lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát nhận định đây là hành động trả đũa của Nga sau những thiệt hại mà quân đội nước này phải gánh chịu tại chiến trường miền Nam Ukraine. Ukraine tuyên bố tìm ra lỗ hổng phòng thủ của Nga ở Dnipro. Ukraine tin rằng họ đã tìm ra gót chân Asin trong hàng rào phòng thủ của Nga ở sông Dnipro và có thể đang tìm cách mở một mặt trận mới ở đây. Điểm yếu này được cho là nằm ở bán đảo Kinburn, một vùng đất ở cửa sông được tạo nên bởi sông Dnipro và sông Bước đổ ra biển đen. Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, đây là khu du lịch sinh thái nổi tiếng, sông đã bị Nga kiểm soát kể từ tháng 3 năm nay. Hiện giờ, các chuyên gia quân sự cho rằng, một cuộc tấn công chấp nhoáng của Ukraine vào đây có thể mở ra một chương mới trong xung đột. Đầu tháng này, Nga thông báo rút quân khỏi thành phố Kherson, đưa lực lượng từ bờ Tây sang bờ Đông sông Dnipro trước đà phản công của Ukraine. Động thế này của Moscow được cho là nhằm tăng cường phòng thủ cho phần còn lại của Kherson, mở rộng phòng tuyến thêm gần 100 km. Nhật báo NBS của Tây Ban Nha dẫn nhận định của giới quân sự và các nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể mất vài tháng chuẩn bị trước khi có thể thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô lớn sang bờ đông sông Dnipro bao Fouillet, chuyên gia phân tích tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, đánh giá đây sẽ là chiến dịch khó khăn nhất từ trước tới nay của Kiev kể từ đầu xung đột. Cách đây bao cuộc 4 tháng, tôi thậm chí cho rằng một giả thuyết như vậy là không khả thi, nhưng hiện giờ tôi không thể loại trừ kịch bản đó. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc liệu Nga có đảm bảo được các vị trí của mình trên sông hay không, chuyên gia Fouillet nói. Theo cơ quan tình báo của Ukraine và phương Tây, tại khu vực giao cắt giữa sông Dnipro và sông Bớt có công sự của Nga không trọng bằng những công sự được xây dựng dọc theo đoạn sông từ Kherson về phía bắc đến tỉnh Saborizia. Hôm 18 tháng 11, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine công bố các hình ảnh cho thấy một doanh trại của Nga ở Kimpen bị phá kích nghiêm trọng. Ở đoạn cuối sông Dnipro, trước khi đổ ra biển đen, địa hình tự nhiên được xem là công cụ phòng thủ hiệu quả nhất của Nga. Trong khu vực này, con sông có chiều rộng khoảng 8 km nếu tính cả chung đầm lầy ở hai bên. Đoạn hẹp nhất là mũi kim bên, một dải đất hẹp nằm ở bờ đông sông Dnipro. Cách Otakip ở bờ đối diện cho Ukraine kiểm soát chỉ hơn 3 km. Khu vực này chủ yếu là thực vật rậm rạp và đầm phá nên khó tiếp cận bằng các phương tiện cơ giới. Hiện không bên nào có thể kiểm soát hoàn toàn nơi này. Ripa, nhóm các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, Triba cho hay các đơn vị trinh sát của Ukraine vẫn không ngừng nỗ lực bí mật đổ bộ nơi đây kể từ đầu năm nay. Sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố hàng loạt video cho thấy các đơn vị thủy quân lục chiến của họ sử dụng xuồng cao tốc trên sông Dnipro. Hôm 15 tháng 11, quân đội Ukraine khai quả 50 quả đạn pháo vào các vị trí phòng thủ của Nga ở Kimben. Trước đó, chính quyền do Nga lập nên ở khu vực này thông báo đã chặn đứng nỗ lực đổ bộ của các lực lượng đặc biệt của Ukraine đóng tại Otakip. Mai Martin, chuyên gia tại khoa nghiên cứu chiến tranh thuộc Đại học Hoàng gia London tuần trước nhận định, Ukraine có thể đang sử dụng chiến thuật nghi binh ở Kim để đánh lạc hướng Nga khỏi mặt trận Zaporizhia. Chuyên gia phân tích quốc phòng Ba Lan Rubin Haplen cũng cho rằng quân đội Ukraine dường như đang chuẩn bị mở một mặt trận mới với Nga từ một phía của sông Dnipro mà không cần di chuyển pháo binh. Theo Riba, mục đích của Ukraine là nhằm làm gián đoạn nguồn cung hậu cần của Nga cho hệ thống phòng thủ, từ đó có thể thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn. Ba Lan sẽ đưa tên lửa phòng không tới sát biên giới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết các tên lửa phòng không Patriot do Đức diện trợ sẽ được đưa đến khu vực sát biên giới Ukraine. Trong một thông báo được đưa ra hôm 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blaszczak xác nhận việc Đức sẽ chuyển giao các tổ hợp phòng không hiện đại Patriot cho Ba Lan nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận của quốc gia Đông Âu trước những ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine cũng theo ông Latschak, các tên lửa này sẽ được đưa đến khu vực sát biên giới với Ukraine. Phiên bản và thời hạn chuyển giao các tên lửa này vẫn đang được nhà chức trách hai nước thảo luận và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm 20 tháng 11 cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Vasava các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot sau sự cố tên lửa rơi xuống nước này hôm 15 tháng 11. Ngoài ra, Đức cũng dự kiến triển khai thêm máy bay chiến đấu để hỗ trợ Ba Lan tuần tra và bảo vệ không phận nước này. Vào chiều ngày 15 tháng 11, một tên lửa bất ngờ rơi xuống khu vực trang trại ở Bristoro của Ba Lan, khiến cho hai người không qua khỏi. Khu vực này cách biên giới phía Tây của Ukraine khoảng 6,4 km. Theo Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, tên lửa trong sự cố trên là loại S-300 được Ukraine sử dụng để đánh chặn một cuộc tập kích của Nga. Quân đội Nga khẳng định họ không tiến hành tấn công vào bất kỳ địa điểm nào gần ngôi làng ở Ba Lan và những hình ảnh về hiện trường vụ việc do truyền thông Ba Lan đăng tải đã xác định rõ ràng vật thể bay đó là một tên lửa phòng không của Ukraine. Ukraine dự đoán chiến thuật của Nga khi chuyển trọng lửa S-400 tới Belarus. Ukraine nói rằng Nga dường như đã chuyển lá chắn phòng không S-400 và tên lửa Iskander tới Belarus để đưa các tổ hợp S-300 từ Belarus tới Donbass nhằm tăng cường quả lực cho chiến trường miền Đông. ngày 21 tháng 11 đưa tin, Yuri Inak, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho hay, Nga được cho là đã triển khai tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400 tới quốc gia đồng minh thân cận Belarus. Họ triển khai tên lửa Iskander và S-400 tới lãnh thổ Belarus dường như để bảo vệ không phận Belarus, ông cho hay. Quan chức Ukraine nói rằng, Nga hiện không cần tới S-300 để bảo vệ không phận Belarus nên họ quyết định chuyển các tổ hợp này sang Donbass ở miền Đông. Họ sử dụng tên lửa phòng không của S-300 như là tên lửa đạn đạo. Chúng có thể bay trong quỹ đạo với khoảng cách tới 150 km. Nga là nhà sản xuất những tên lửa này nên họ có rất nhiều. Vì họ có nhiều hệ thống phòng không tầm xa nên họ không thực sự cần tới S-300. Họ chuyển những tên lửa này tới Donbass để tấn công không chỉ cơ sở hạ tầng của các thành phố tiền tuyến mà còn cả các vị trí của quân đội của Ukraine. Chúng tôi sẽ không ngờ nhìn, lực lượng vũ trang Ukraine đang làm mọi thứ để phá hủy các tên lửa trên hiệu quả nhất có thể, ông Inad nhận định. Trong lửa S-400 được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất thế giới. Nó có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo. Ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8 km trên giây. Ngoài S-400, Nga hiện đã phát triển biên chế hệ thống S-500 hiện đại vượt trội, đảm bảo duy trì khả năng bảo vệ không phận của họ. Hồi tháng 6, Nga đã tuyên bố sẽ chuyển cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Iskander-M có thể bay trên độ cao 50 km, tầm bắn từ 50 đến 480 km. Do Iskander sử dụng động cơ đẩy rocket nhiên liệu trắng, quỹ đạo bay thay đổi linh hoạt nên rất khó phán đoán. Nó có thể mang đầu đạn nhiệt áp, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn xuyên đất. Trước đó, Ukraine và phương Tây nhiều lần phỏng đoán Nga có thể đã dừng cạn kho tên lửa khi tác chiến ở Ukraine với dấu hiệu là Moscow phải dùng tới các tên lửa phòng không S-300 để tấn công các mục tiêu mặt đất. Ian Williams, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa S-300 để tấn công có thể có cách giải thích khác. Nga sở hữu một kho dồi dào tên lửa phòng không loại cũ và họ đang sở hữu nhiều tên lửa đánh chặn tiên tiến hơn. Vì vậy, việc sử dụng tên lửa S-300 có thể là giải pháp để giảm bớt tên lửa cũ tồn kho nhằm tiết kiệm tên lửa tấn công mặt đất uy lực hơn cho các mục tiêu có tính ưu tiên cao. Việc Nga phóng lượng lớn tên lửa S-300 cũ được xem là nhằm gây rối loạn cho phòng không Ukraine để các tên lửa hiện đại hơn dễ dàng tập kích các mục tiêu trọng yếu. Ukraine lạnh gáy khi Nga Iskander quá toàn bộ lữ đoàn tên lửa Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin được tờ Sputnik, dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các lữ đoàn tên lửa của Nga đều đã được trang bị các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 19 tháng 11. Đây cũng là ngày được Moscow lựa chọn làm ngày tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Nga. Theo các chuyên gia, việc Nga trang bị tên lửa đăng đạo Iskander cho toàn bộ lữ đoàn tên lửa sẽ đem lại tác dụng chiến lược và chiến dịch đáng kể. Cụ thể, vấn đề này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay của kênh TV 24 giờ. Tờ Sputnik cho biết, việc Iskander quá toàn bộ lữ đoàn tên lửa cho phép Moscow tăng cường khả năng tấn công chiều sâu, đảm bảo sự vượt trội về mặt quả lực trong các chiến dịch và chiến lược nhất định ở tương lai. Bộ Quốc phòng Nga cũng từng nhiều lần tuyên bố tên lửa Iskander M được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đã thể hiện rất tốt, tấn công như mục tiêu giá trị cao của Ukraine. Tên lửa chiến thuật Iskander M hiện là hệ thống tên lửa tiên tiến nhất của Nga, được dẫn đường hỗn hợp bằng vệ tinh, quán tính và hình ảnh camera, độ chính xác khi tấn công đáng kinh ngạc chỉ dung sai 2m và uy lực rất mạnh. Ban đầu, Nga công bố loại khí tài này có tầm bắn chỉ dưới 300km, tuy nhiên có nhiều bằng chứng cho thấy Iskander M có khả năng phóng xa tới 500km, thậm chí là 800km. Điểm ưu diệt của tên lửa Iskander M đó là nó có tốc độ tối đa lên tới Mach 6, tương đương với khoảng 7.344 km trên giờ. Ở tốc độ này gần như không một loại khí tài phòng không nào ở thế Thời điểm hiện tại có khả năng đánh chặn Iskander M. Bản thân quân đội Mỹ cũng từng nhiều lần thừa nhận tên lửa Iskander M là một trong những loại khí tài chiến thuật nguy hiểm nhất của Nga và phương Tây không hề có thứ khí tài nào tương đương. Tuy nhiên, Iskander M có thời gian triển khai phóng khá chậm, tốn tới 16 phút để chuyển trạng thái từ di chuyển sang tấn công trước khi nó có thể bắt đầu khai quả. Iskander M của Nga có khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 480 kg. Loại tên lửa này tương thích với nhiều kiểu đầu đạn khác nhau, bao gồm nhiệt áp, nổ mạnh, xuyên phá hầm. Xe phóng của hệ thống tên lửa Iskander M có thể nạp hai tên lửa cùng lúc và chỉ mất một phút để phóng tấn công hai mục tiêu khác nhau. Điều này giúp nâng cao đáng kể khả năng tấn công nhanh của tên lửa chiến thuật Nga. Ngoài ra, hệ thống tên lửa Iskander M có hai loại đạn là tên lửa đạn đạo 9M723 gia tên lửa hành trình 9M728 tên lửa đạn đạo bay nhanh hơn và có thể đánh trúng mục tiêu nhanh hơn và do tốc độ bay cực nhanh nó có thể thả nhiễu điện tử giả khi đến gần mục tiêu khả năng đột phá hệ thống phòng thủ rất mạnh còn loại đạn tên lửa hành trình chủ yếu đạt được đột phá nhờ bay ở độ cao cực thấp. Việc sử dụng hỗn hợp hai loại tên lửa có thể làm tăng đáng kể xác suất đột phá. Đây là ưu thế chiến thuật độc đáo của hệ thống tên lửa Iskander-M. Về mặt lý thuyết, các tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn nặng khoảng 500 kg sẽ còn kèm theo khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào khẳng định Iskander-M có khả năng tấn công hạt nhân. Theo thống kê mới nhất từ năm 2017, quân đội Nga đang sở hữu ít nhất 160 đơn vị tên lửa Iskander-M trong biên chế. Giới. giới quan sát cho biết, số lượng Iskander-M thực tế trong tay quân đội Nga có thể nhiều hơn so với con số được công khai kể trên. Quân đội Nga trước nay rất coi trọng khả năng tấn công có chiều sâu và chính xác của lục quân đã giao cho mỗi đơn vị binh chủng hợp thành một lữ đoàn tên lửa chiến thuật. Hiện nay, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã thay thế trang bị toàn bộ các lữ đoàn tên lửa chiến thuật bằng hệ thống tên lửa Iskander, mỗi lữ đoàn tên lửa Nga thành lập được trang bị 24 xe phóng tên lửa, như vậy có thể phóng một lúc 48 tên lửa chiến thuật, ngoài ra mỗi xe phóng tên lửa còn được phối thuộc một xe vận chuyển tên lửa. Việc tái nạp có thể được tiến hành nhanh chóng trong vòng vài chục phút, do đó số lượng tên lửa được trang bị của một lữ đoàn tên lửa chiến thuật của quân đội Nga lên tới 96 quả. Hiện tại, quân đội Nga có tổng cộng 12 quân đoàn binh chủng hợp thành, nghĩa là quân đội Nga đã hình thành ít nhất 12 lữ đoàn tên lửa chiến thuật iskander được trang bị 1.152 quả tên lửa, đó là một lực lượng tấn công tầm xa rất mạnh. Bên cạnh việc tái trang bị hệ thống tên lửa chiến thuật trên quy mô lớn, quân đội Nga cũng rất coi trọng việc trang bị các máy bay không người lái UAV. Theo Rusikaya Gazete, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt ba loại máy bay không người lái vũ trang mới vào tháng 12, trong đó có loại cánh quạt nghiêng qua có thể cất và hạ cánh thẳng đứng. Máy bay không người lái trung chuyển tín hiệu tấn công Vaspian được trang bị radar trinh sát và một loại máy bay không người lái trinh sát nhỏ có khả năng giám sát suốt ngày đêm. Báo này viết, Nga có kế hoạch trang bị các máy bay không người lái nói trên cho các đơn vị quân đội Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những UAV này chủ yếu là UAV trinh sát và tấn công chiến thuật, mục đích nhằm nhanh chóng tăng cường khả năng trinh sát và tấn công của các đại đội và trung đội của Nga ở mặt trận Ukraine đây quân đội Nga đã được trang bị các mẫu máy bay không người lái trinh sát Olen-10 và Albos, máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Hunter, nhưng số lượng và chủng loại còn xa mới đáp ứng được nhu cầu tiền tuyến của quân Nga. Hiện họ rất cần thêm nhiều máy bay không người lái chiến thuật. Hiện nay, quân đội Nga đang thiết lập hệ thống trinh sát tấn công, mà nồng cốt là nhiều loại UAV khác nhau, bao gồm nhiều UAV trinh sát các loại, các UAV Lancet và Kipla, máy bay không người lái Vaspian, làm trung kế tiếp sống, tăng phẩm dây truyền tính và trực tiếp sử dụng máy bay không người lái Lancet và Cupla để tấn công ngay lập tức các mục tiêu có độ cơ động cao hơn. Khi phát hiện các vị trí tập kết quân, trận địa pháo binh, sở chỉ huy và các mục tiêu lớn khác sẽ tấn công bằng cách gửi thông tin tọa độ đến các đơn vị pháo binh và tên lửa chiến thuật tầm xa ở phía sau. Nói chung, quân đội Nga đang cố gắng tích hợp tất cả quả lực hạng nặng vào hệ thống tấn công trinh sát này. Các máy bay không người lái sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc này. Hiện quân đội Nga mới quy động thêm 300.000 quân dự bị. So với nhân lực mới quy động, thì quân đội Nga cần có thêm nhiều khí tài trang bị hiện đại hơn. Do phía Ukraine nhận được sự hỗ trợ liên tục các hệ thống phòng không, lực lượng không quân vũ trụ Nga không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối trên không và không thể hỗ trợ tấn công mặt đất cường độ cao cho lục quân. Lục quân Nga chỉ có thể tự mình gánh giác nhiệm vụ tấn công chiều sâu chiến thuật chiến dịch.